Cảm giác nào thấy sao? Quá phê, đấy đi phải đi dưới mưa này. Này nó vẫn là kỷ niệm này. Chả thế sao? Chúng ta bỏ hết tất cả những cái bộ bề bộn của cuộc sống để ta đi dưới mưa như này. Ta đi dưới mưa thôi. Nào. Đấy nó thưởng thức gió trời. Đấy. Tinh hoa của đất trời là đây. Ơ hả? Mày tắm ở đây là làm chưa? Tắm trên này là làm chưa? Chưa. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đang tiến dần vào vùng lõi của vườn quốc gia Xuân Sơn, một địa điểm du lịch được bảo tồn nghiêm ngặt, có địa chỉ tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Từ thành phố Việt Trì để di chuyển tới đây sẽ hết chừng khoảng 2 giờ lấy xe và đường xá thì cũng tương đối là dễ đi. Xe to 45 chỗ cũng có thể vào tận cửa rừng. Đây cũng chính là yếu tố cực kỳ quan trọng để ngành du lịch của tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển hơn nữa, làm tăng tính kết nối giữa vườn quốc gia Xuân Sơn với khu di tích lịch sử Đền Hùng, hay là giữa Đền Hùng với Thanh Thủy, nơi đang hiện hữu vườn vua resort và Wyndham Thanh Thủy đều đẳng cấp quốc tế. Đằng trước có ai đi đằng trước không? Có Quang Từ với Minh Bửa. Có sao không anh? Có chỗ tắm không anh? Ở trong bên có suối tắm thoải mái. Ba cây. Ủa. Cảm ơn anh nhá. 2K6. Đây này, cua này. Nhìn thấy cua không? Chờ tí. Đâu cua đâu? Đây, bắt đúng cua đá luôn. Đâu? Đấy. Ừ nhờ. Cua này. Đấy. Ờ, rừng quốc gia Xuân Sơn. Chúng tôi đang có mặt tại rừng quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Chương trình tắm mưa của lớp 12A khóa 9699. Và hiện nay tôi và bạn Hòa Liền đang đi tắm mưa. Chạy bộ tắm mưa chắc chắn là sẽ là những cái kỷ niệm mà không phải 25 năm gặp nhau, và đây sẽ là những cái trải nghiệm mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Thưa quý vị và các bạn, phía bên tay phải chúng tôi đang là một con suối chảy rất mạnh. Từ đây vào đến nơi có thể tắm suối tắm thác là hơn 2 km nữa. Đẹp ấy chứ Hòa nhỉ? Quá đẹp luôn. Trong này nó còn có cả những cây lá phong lá đỏ nhá. À thế à, có. Ờ, có. Nhưng không nhiều. Như ở Hàn Quốc luôn đấy hả? Ừ. Đấy, đẹp thế này. Ừ. Đẹp nhờ. Đi chạy lên đi cùng bọn nó đi. Ui, cái cây cổ thụ kìa. Đây đổ à? Đẹp trong ơi, rừng này chắc là đổ chứ. Những cây này là những cây thuộc rừng quốc gia đặc biệt. Do vậy là tất cả những cây này kể cả đổ xuống, mục bỏ đi, không ai được phép mang về, kể cả củi. Không tận dụng được. Không được phép tận dụng. Ngày xưa nó tránh tình trạng là lúc nào muốn thịt cái cây nào ấy là cứ cho đổ xuống cho nó chết. Xong là thịt ra ngoài. Bây giờ làm thế là hết bây luôn. Là có chết bỏ đây cũng để nguyên đấy. Không được phát lấy ra. Để dần trải ấy rồi. Đúng rồi. Nó không được phát lấy ra. Đền hụng thế mà. Ừ, nó thường dùng cái tăng đặc biệt. Chạy đây để chơi. Nhưng mà rừng này có phải nguyên sinh không hả Giang? Nguyên sinh nhé. Rừng nguyên sinh chứ. Cái diện tích của rừng này thì rất là rộng. Nhưng mà nó có một cái vùng gọi là vùng đệm. Vùng đệm tên là cái rừng trồng. Nó gọi có cái khu vực rừng đệm. Ở đây là rừng này gọi là vùng lõi. Vùng lõi thì là đều là rừng nguyên sinh hết. Các cây này là nguyên sinh hết. Không ai được can thiệp. Cái đợt mày làm miền núi mày đã vào đây nhiều chưa? Vào trong rừng này. Ôi, làm trong này nhiều lắm. Đằng kia nó bảo là 2-3 km nữa cơ mà. Khoan đi vào trước kìa. Thôi quan trọng tắm thì tắm, không tắm thôi, đi này là thích rồi. Đúng rồi, đi này là thích rồi. Không có chuyến đi này làm sao mà có được cảnh này được. Mày nhà giả đấy. Giả giả đấy. Thế mà mày cái clip mà mày có bản quyền cái gì mà ấy thì mày cứ nói mày. Chưa hả? Hai hả? Ơi. Cái gì mày bảo diễn lại được chứ cái này đâu diễn lại được. Ui. Đâu diễn lại được cảnh này cho mình quay đâu. Đâu cua đá đâu? Cua đâu? Cua đây à? Anh Hà Lê Minh đã vừa khoe thành tích bắt được con cua và anh ấy phát tâm đưa cua trở lại với suối. Như vậy là ở trong vùng lõi của rừng quốc gia Xuân Sơn này, trong những thảm động thực vật thì chắc chắn là vẫn còn rất nhiều cua đá, và đương nhiên là còn có rất nhiều cá suối. Cá suối là đặc sản nói chung của tất cả các vùng núi ở Việt Nam. Và sau hơn 3 km kiên trì vừa đi vừa chạy bộ, cuối cùng thì đoàn chúng tôi cũng đã tới được bãi tắm. Gọi là bãi tắm nhưng thực ra nó chỉ là một khoảng hồ, hay nói đúng hơn nó là suối được ngăn lại bằng đá lớn và những mảnh ni lông để giữ nước, để tạo thành một hồ bơi có thể sánh ngang với nhiều hồ bơi vô cực ở những khách sạn 4 hay 5 sao trở lên. Chỉ tiếc rằng chúng tôi đến vào đúng hôm thời tiết mưa to gió lớn, thành ra là nước hồ, nước suối không còn được trong con mắt như tưởng tượng. Nhưng không sao cả, dù sao thì đây cũng là trải nghiệm đáng quý mà không phải ai cũng may mắn có được. Đặc biệt đây lại là kỷ niệm họp lớp của những người bạn sau 25 năm ngày ra trường. Ở đây có khách đến thường xuyên không anh? Đi những ngày trong tuần có khách không hay là cuối tuần? Không, có tuần có. À. Thường có. Vâng.
Thế ở đây ngoài cái điểm tắm bơi được như này thì còn ở đâu bơi được nữa không anh? Còn bơi được bãi tắm ngoài thôi. Bãi tắm ngoài á? Ừ, ngoài bản cỏ ở đây. Tức là phải đi ra khỏi rừng? Ừ, không, ra khỏi xóm này, ra bên cỏ mà. Rồi hai xóm lên này. Thế được chút, tức là mình đi qua cái cổng rừng cho anh? Qua cái cổng rừng cháu ở bên Du à? Bọn em là ở Việt Trì vào đây. Gì vào đây đi đường Xuân Đại này, đường Thục Cúc. Ý em nói là cái điểm tắm nữa nó nằm ở nằm cái cổng chào của rừng quốc gia chưa? Vâng, đây bãi tắm về đây, đây bãi thác. À, trên kia có thác nữa? Thác trên này. À. Vâng, ok. Đây là chân thác. Vâng. Bãi tắm ở ngoài còn bạn cõi mà. À. Vào đây là không thu phí gì anh nhỉ? Không phí vé gì nhỉ? Không phí gì đâu. À. Sẽ có người đây uống nước là kiểu xe thôi. À. Ô tô được vào tận đây anh? Ở tận đây đây. À, mấy ô tô, cho đi ô tô đỏ đúng không? Là của khách đúng không anh? Ở đây. Là xe được vào tận đây? Tận đây. À, nó phải thế rồi. Chứ. À, mình cứ đi bộ. À, bọn em không biết thì đi bộ mấy cây. Vâng. Không biết phải hỏi nhá. Ok, em cảm ơn nhá. Vâng. Và như lời anh trai người bản địa đã chia sẻ thì thực ra bãi tắm chính được quy hoạch của Vườn Quốc gia Xuân Sơn lại không phải là nơi này mà nó nằm ở lối vào bản cỏi. Đó là một hồ bơi tự nhiên được hứng tự nhiên từ nguồn nước suối từ trên rừng. Nhưng sau trải nghiệm ngày thứ hai tại đây thì cảm nhận chung của tất cả những người bạn trong đoàn đều có cảm nhận rằng một hồ bơi tự nhiên được hứng tự nhiên từ nguồn nước suối tự nhiên trên rừng. Nhưng sau trải nghiệm ngày thứ hai tại đây thì cảm nhận chung của tất cả những người bạn trong đoàn đều thích tắm ở hồ bơi được lót bằng đá lớn và ni lông ở sâu trong rừng hơn. Một buổi họp lớp nhẹ nhàng nhưng ấm cúng, một buổi họp lớp cực kỳ ý nghĩa khi chúng tôi, những đứa con của quê hương đất tổ, mặc dù sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất quê hương Phú Thọ nhà mình thật đấy, nhưng đây lại là lần đầu tiên khi đến với Vườn Quốc gia Xuân Sơn, được cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên gần như nguyên sơ của quê hương mình, thấy rất vui và tự hào. Nhưng tận đáy lòng vẫn cảm thấy có một cảm giác tiếc nuối, tiếc vì quê hương mình từ lâu đã có nguồn tài nguyên du lịch tốt như thế này, hay như thế này mà chưa khai thác được triệt để, kiểu như là có ngọc mà không biết mài giũa vậy. Điện thoại cũng là cả số điện thoại em ấy còn nhau.